Xin chào tất cả các đồng nghiệp đam mê nuôi ong trên toàn Hàn Quốc nhá. Hôm nay mình sẽ kiểm tra xem cái con ong dế của mình sau một vài ngày mình bỏ nó và làm những công việc khác, thì hôm nay xem nó sẽ như thế nào rồi. Nọ mình có thể thức ăn ở đây thì nó ăn hết rồi các bạn. Thì mình cũng không thắp điện, thì bây giờ mình thắp điện trở lại này. Hôm nọ mình có cho nó ra phối nhưng mà mình nhốt chung với ong đực, mình không có thời gian ở đây trông, thì mình nhốt được 2 ngày, mình cũng không biết là mấy cái con này nó đã giao phối được chưa. Sau đó thì những cái con ong đực nó dần dần rồi nó chết dần rồi đi. Còn có 2 con ong chúa là nó bị tuột hết ra ngoài, thì hiện tại bây giờ mình chỉ còn 4 con ong chúa thôi các bạn. 2 con kia là tuột ra ngoài nhé các bạn, không phải là chết. Mình trực tiếp nốt ở đấy rồi nó tuột mất ra ngoài. Đây, con này đang trong tình trạng ngủ đây. Thì đây ta có cái này là cái bóng ấy, để ở trong này để trong nước này để cho nó ấm, nó bốc hơi lên để nó ngủ cho cái trong cái hộp bảo quản này cho nó có độ ẩm. Mình hẹn là giữ nhiệt rất là tốt này, khi để vào trong nước này, lúc này nó ấm lên rồi thì nó sẽ điều hòa cái nhiệt độ ở trong này, cái bóng nó sẽ hạn chế được cái bật để tắt liên tục, nó ảnh hưởng đến cái mạch điều khiển ngoài này các bạn nhé. Còn cái mạch này điều khiển này mà mình bật lâu là nó sẽ bị nóng, cái con này gọi là con gì không biết được, và nó sẽ bị nóng cái con này ra và nó sẽ bị tắt toàn bộ cái hệ thống. Khi mình để ở trong nước này thì nó điều hòa được cái nhiệt độ ở đây, nó ít bật bóng hơn thì nó sẽ không bị ngắt cái mạch này đi. Ở trong này nó như kiểu có cái dơ le nhiệt độ hay gì là đấy, cũng hiểu được cái nguyên lý hoạt động của nó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình pha chế cái thức ăn cho cái con ong này nó ăn. Biết là các bạn ngày qua hay cho nó ăn cái gì. Này thứ nhất là mật ong. Cái này là cái sữa ong chúa nhé các bạn nhé. Các bạn có thể mua cái sữa ong chúa này của bạn có nick Facebook là gà con ấy. Bạn ấy bán giá cả nó cũng phải chăng thôi. Cái lọ này mình bạn ấy bán là 200-300 nghìn gì đó. Và một ít nước nữa.
đó mình khoáng đều lên. Mọi khi mình cho thêm ít sữa nữa, nhưng mà hôm nay mình sẽ không cho sữa nha các bạn nhé. Mọi khi mình cho sữa ông thọ ấy, thì hôm nay mình sẽ không cho sữa ông thọ nữa. Cái xi lanh này mình cắt cái đầu nhọn này đi các bạn này. Khi mình bơm cái dung dịch này đi lên trên này, mình ngửa như thế này. Đấy. Con ong nó sẽ ăn ở đây, sau khi nó ăn được một ít đi rồi nó sẽ bù lại cái khoảng không khí, nó sẽ lọt vào trong này rồi nó nổi lên trên này nhá các bạn nhé. Cho nên là lúc nào tình trạng của nó ở đây nó cũng có cái thức ăn để cho nó ăn này, ăn đến khi nào hết thì thôi. Chứ các bạn mà để cái đầu này mà dài như thế này thì con ong ăn ở đây nó sẽ không cho được mồm vào trong này và không khí nó sẽ không lọt được vào đây và nó nổi lên trên này đâu các bạn nhé. Chú ý là phải cắt cái đầu này đi này. Đó. Phải cắt cái đầu này đi. Và sau mỗi khoảng một buổi hoặc là một ngày gì đấy thì các bạn phải cho cái dung dịch này ra và lắc đều một lần thì các cái dưỡng chất ở trong này nó mới hòa đều nhau. Không có các bạn mà cứ để như thế này thì nó sẽ không, cái phần mà nước ấy thì nó sẽ bị chìm xuống dưới đáy này và các cái chất ngọt nó sẽ nổi lên trên này. Thì là ở dưới này toàn là nước, ong nó chỉ ăn được cái phần nước thôi, không có được cái phần dưỡng chất ở trên này, nó sẽ bị chết nha các bạn nhé. Đây, sau khi mình cho vào đây sau mỗi một tầm 12 tiếng và một buổi, mình cứ gọi là một buổi đi, là mình như thế này. Đó, để ý là để ở trong này là phải có bọt nhé. Có bọt, đây các bạn kéo này, có một phần bọt, khoảng bọt ở đây thì các bạn lắc thì nó mới hòa lẫn được cái dung dịch ở trong này. Chứ các bạn mà không cho ít bọt nào ở trong này thì nó sẽ không hòa tan được cái chất ở trong này đâu. Nó sẽ không đều được, không hòa đều được cái chất ở trong này. Đấy là sau mỗi 20 sau mỗi một buổi là mình phải làm như thế. Còn bây giờ hiện tại là mình đang hòa rất là đều rồi, cho nên là mình cho đầy cái ống này luôn. Sau đó mình cho sang bên này cho nó ăn. Đây, mình sẽ cắm vào đây. Còn một ít ở đây thì mình cũng sẽ cho nó ăn luôn nhé các bạn nhé. Cho từng con này ăn này. Nào con nào ăn trước. Nào xem nào, có em nào muốn ăn không nào? Đấy, nó đang ăn đấy các bác. Con này nó đang ăn. Có vẻ như rất là đói. Con này nó chỉ ăn một vài giọt thôi các bạn, nó không ăn nhiều đâu. Các bác để này để ý là cho một cái ống thức ăn và một ống là bằng nước để xem nó có ăn cái loại nào thì ăn nha các bác nhé. Chứ cái con này theo như mình thấy là nó rất là uống nước rất là khỏe đấy. Đây mình đang cho nó ăn. Mình đang bơm xuống đấy để cho nó ăn đấy các bạn.
quýt. Nó ăn rất là khỏe. Nhìn thấy hạt lưỡi nó ra kìa các bạn kìa. Đó. Mà con kia. Ăn đi nào. Các em nó ở trong tình trạng rất là ok. Rồi, sau đây mình xin tạm dừng video tại đây. Nếu các đồng nghiệp mà thấy hay thì cho mình xin một like và góp ý bình luận ở bên dưới video để cho cùng nhau phát triển nhá. Rồi, một lần nữa xin chào tất cả các đồng nghiệp. Hẹn gặp các đồng nghiệp ở những cái video tiếp theo.